Niệm Phật mà niệm đến công phu thành phiến thông thường mất khoảng 3 năm. Thế nào gọi là thành phiến? Đó là trong tâm chỉ có mỗi A Di Đà Phật, ngoại trừ A Di Đà Phật ra không có tạp niệm, không có vọng tưởng, cái gì cũng buông bỏ hết rồi, đó gọi là thành phiến. Có loại công phu này, người đó liền có cơ hội thấy A Di Đà Phật. Bởi vì A Di Đà Phật sẽ tiết lộ tin tức cho họ, để họ kiên định thêm tính tâm và nguyện tâm của mình tuyệt đối không bao giờ thay đổi. Phật hiện thân đến báo với họ: con vẫn còn bao năm thọ mạng nữa. Đến khi bạn mạng chung, A Di Đà Phật sẽ đến tiếp dẫn bạn. Bạn sẽ rất vững lòng, A Di Đà Phật đem chân tướng sự thật nói với bạn rồi. Cho nên bạn liền có thể một mực mà niệm. Khi thời gian đến, đại khái khoảng 1 tháng đến 3 tháng trước điểm hẹn, A Di Đà Phật lại đến gặp bạn để ước định thời gian chắc chắn với bạn vào lúc nào thì Ngài sẽ đến tiếp dẫn bạn. Vì vậy bạn biết trước ngày giờ, bạn biết mình sẽ đi vào lúc nào. Lần thứ 3 gặp mặt chính là lúc đến đón bạn vạn sanh. Đây đều gọi là hiện tiền thấy Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát trong Kinh Lăng Nghiêm có nói: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai, nhất định thấy Phật. Một người nếu chân thật vạn sanh thế giới Cực Lạc, khi vẫn còn sống trên đời, vẫn chưa tắt thở, chỉ ít là 3 lần thấy Phật. Lần cuối cùng là khi Phật đến tiếp dẫn. Bạn theo Phật đi rồi, cái thân này sẽ bỏ lại. Chúng ta từ những chỗ này mà nghĩ, Hải Hiền Pháp Sư Ngài thấy Phật bao nhiêu lần vậy? Ngài có để lộ một điều, bạn thử nghe tỉ mỉ xem. Ngài nói: tôi mấy lần thỉnh cầu với A Di Đà Phật đón tôi vạn sanh. Ngài bảo: nhưng Phật không mang tôi đi, bảo tôi tu hành không tệ, hãy ở lại thêm ít năm nữa, làm tấm gương tốt cho mọi người xem. Ngài đã mấy lần xin với Phật, chứ không phải chỉ một lần. Huệ Viễn Đại Sư, Ngài là sơ tổ của Tịnh Độ Tông chúng ta, lúc còn sống 4 lần thấy Phật. Lần thứ 4 chính là lần Phật đến tiếp dẫn Ngài vãng sanh. Vậy nếu chúng ta dùng điều này để phán đoán, Hải Hiền Lão Hòa Thượng, Ngài niệm 92 năm. Theo như tôi tính, chí ít phải 10 lần trở lên, tức là phải hơn 10 lần. Biểu pháp của Ngài là muốn nói với chúng ta thế giới Cực Lạc có thật, A Di Đà Phật có thật, Ngài thấy qua rất nhiều lần, không hề giả. Để chúng ta đối với pháp môn này, đối với việc cầu sanh tịnh độ, có một niềm tin trọn vẹn, không chút mảy may hoài nghi nào. Chúng ta thật tin, đối với việc này sanh khởi niềm tin, đó đúng là trí huệ vô thượng. Tuổi thọ của Ngài dài đến như vậy, tôi tin rằng đó không phải tuổi thọ thật sự của Ngài. Vì sao thọ mạng lại dài như vậy? Vì Phật muốn Ngài biểu pháp.
chúng ta đã nhìn ra được biểu pháp sau cùng của Ngài rồi. Biểu pháp cuối cùng chính là quyển sách này, quyển Nếu Muốn Phật Pháp Hơn Chỉ Có Tăng Khen Tăng. Đây là sách do Pháp Sư Hoành Lâm soạn ra. Bạn xem quyển sách này cũng có thể vãng sanh thế giới cực lạc. Đây là biểu pháp sâu cùng của Ngài. Cho nên có vài đồng tu đã mang quyển sách này lên núi thăm Ngài. Ngài không biết chữ nên vừa thấy nhất định sẽ hỏi: mọi người mang sách gì vậy? Mọi người nói với Ngài, sách này gọi là Nếu Muốn Phật Pháp Hơn Chỉ Có Tăng Khen Tăng. Ngài vừa nghe liền hết sức vui mừng, như vừa bắt được báu vật. Vì sao? Có lẽ là do A-di-đà Phật ước định với Ngài: chỉ cần con nhìn thấy được quyển sách này, con liền có thể vãng sanh. Bởi thế Ngài rất vui mừng, lập tức đi đắp y, trên tay cầm lấy quyển sách này, rồi chủ động yêu cầu. Đây là điều mà cả đời Ngài trước giờ chưa từng làm vậy bao giờ. Yêu cầu mọi người chụp hình cho Ngài. Đây là biểu pháp cuối cùng. Bạn xem, 3 ngày sau thì Ngài ra đi. Đây là lần biểu pháp sau cùng. Dụng ý của biểu pháp này rất sâu. Phật giáo nếu muốn hưng vượng trở lại, nhất định tăng phải tán thán tăng. Nếu như người xuất gia quỳ bán lẫn nhau, Phật giáo sẽ bị diệt vong. Người xuất gia tán thán nhau, Phật pháp liền hưng. Phật pháp là như vậy, mà tôn giáo cũng như vậy. Tất cả mọi tôn giáo trên thế giới đều phải tán thán lẫn nhau. Như thế mọi tôn giáo đều sẽ thịnh vượng trở lại. Tại sao vậy? Vì người ngoài nhìn vào đều sẽ hoan hỷ, đều bằng lòng đến học tập. Nếu như hủy bán lẫn nhau, mọi người sẽ nảy sinh hoài nghi, tôn giáo có lẽ không phải là thứ tốt đẹp gì. Bạn xem, ngày nào cũng cãi nhau, tranh nhau, khiến mọi người đánh mất niềm tin vào tôn giáo. Đây là sự thật, không hề giả. Nếu như mỗi một tôn giáo bên trong có rất nhiều tông phái, Phật giáo ở Trung Quốc Đại Thừa có 8 tông, Tiểu Thừa có 2 tông. 2 tông của Tiểu Thừa sau Triều Tống thì không còn truyền xuống nữa. Hiện nay Tiểu Thừa ở Đông Nam Á, Trung Quốc chỉ lưu truyền mỗi Đại Thừa. Đại Thừa là lấy Tiểu Thừa làm nền tảng. Không có Tiểu Thừa thì lấy đâu ra có Đại Thừa? Đây là do các bậc tổ sư đại đức của Trung Quốc khoảng giữa đời nhà Đường trở về sau, các ngài nhận thấy do với đạo có thể thay thế cho Tiểu Thừa, cho nên Trung Quốc không học Tiểu Thừa. Bởi vậy, người học Phật, họ có nền tảng của Nho và Đạo, thì việc học Đại Thừa cũng không thành vấn đề. Nhưng ngày nay, vấn đề nảy sinh rồi. Tại sao? Vì Tiểu Thừa không học, Nho không học mà Đạo cũng không học. Cái gì cũng không có. Không có cái gì hết thì có thể học Đại Thừa không? Không thể. Bạn không có gốc làm sao có thể học Đại Thừa được? Phật giáo ngày nay muốn hưng khởi trở lại, nhất định phải tìm giới luật trở về đã. Còn may
giới luật tiểu thừa. Trước đây khi tôi đến Sri Lanka, quốc gia này là một đất nước Phật giáo. Bảy mươi phần trăm dân số là tín đồ thuần thành của nhà Phật. Họ đều có thể trì giới. Giới luật Đại Thừa thì chỉ còn sót lại mỗi Đài Loan, chính là Quả Thanh Pháp Sư ở Phố Lý. Mấy ngày trước thầy ấy có đến thăm tôi. Tuổi tác giờ cũng đã hơn 60 rồi, cũng khá, giờ có người truyền thừa rồi. Tôi hỏi thầy, có thể truyền giới luật thì trong đám học trò của thầy có được mấy người? Thầy bảo có khoảng 6 người. Tôi nghĩ đến hiện tại, mai này có thể sẽ có khoảng mười mấy hai chục người. Như đó là khó được rồi. Nhất định phải tiến hành làm học viện giới luật. Chúng tôi ở Sri Lanka giúp họ xây dựng một đại học Phật giáo. Tôi yêu cầu với trường, đại khái có lẽ đến tháng 6, tháng 7 sang năm là hoàn thành. Nửa năm sau là có thể chiêu sinh được rồi. Hy vọng đại học này sẽ mở học viện luật. Trong đó mỗi một tông phái đều có. Nếu như dùng ngôn ngữ để phân, thì có thể phân thành ba học viện. Một học viện là hệ tiếng Pali, một học viện là Tạng văn, cái còn lại là học viện Hán văn. Kinh điển Phật pháp hiện thời đại khái có ba loại văn tự này. Trong mỗi hệ tiếng đó sẽ chia tông phân phái. Tức là hệ sau viện thì có hệ, có mấy cái đến mười mấy hệ. Ngoài ba học viện này ra, thêm vào một học viện nữa là học viện giới luật. Học viện giới luật sẽ học giới luật tiểu thừa và đại thừa, chỉ ít phải học 5 năm. Học giới 5 năm. Giới tiểu thừa ở bên đó có giáo viên của họ. Còn giới đại thừa thì có Quả Thanh Pháp Sư, thầy ấy sẽ gánh cái mạng đó. Thế thì Phật pháp mới chân thật có thể tiếp nối được, nếu không thì có nguy cơ bị đoạn tuyệt. Quả Thanh Pháp Sư cũng là học trò của lão sư Lý. Lão sư Lý khi tuổi già, thầy có tổ chức một lớp nghiên cứu nội điển. Thầy thu nhận 8 người học trò. Quả Thanh Pháp Sư là một trong số đó. Lúc đó bọn họ cũng chỉ mới vừa tốt nghiệp đại học, chính là đang làm nghiên cứu sinh. Lớp nghiên cứu này không có văn bằng.
Thời gian tu học là 4 năm. Có cả thầy 6 giáo viên, tôi cũng là một trong số đó. Cho nên mối quan hệ giữa tôi với Quả Thanh là quan hệ thầy trò và cũng là đồng học. Tôi cảm thấy hết sức an ủi. Lớp nội điển của chúng tôi còn có thể cho ra một người chân thật học giới luật. Thầy ấy đã hạ công phu vào giới luật đã hơn 30 năm. Thật sự có sự nghiên cứu đối với giới luật chỉ có mỗi mình thầy. Đây cũng là cống hiến của lão sư Lý dành cho Phật giáo ở Đài Loan. Phật pháp nếu chỉ đơn thuần dựa vào thành tựu bản thân thì không được, cần phải có người tiếp nối. Nếu như thế hệ sau không có người tiếp nối thì không được, nhất định phải có người truyền thừa. Đó mới được xem là có thành tựu. Cuộc đời này của chúng tôi cũng có mối duyên đặc thù đối với kinh giáo. Cái duyên này đều là Phật Bồ Tát an bài. Quyết định không phải do bản thân chúng tôi nghĩ muốn làm như thế nào đó, làm không được đâu. Tôi hồi tưởng lại cuộc đời của mình, tôi nghĩ đó đều là do Phật Bồ Tát an bài. Lời này, năm tôi 26 tuổi, tôi có thân cận qua Đại sư Chương Gia. Chương Gia Đại sư có nói với tôi: chân thật phát tâm học theo Phật Thích Ca, cả đời Đức Phật sau khi khai ngộ là liền bắt tay vào dạy học. Hiện nay hay nói là tổ chức lớp dạy học. Đức Phật không có nơi chốn riêng, Ngài thường ở nơi đất trống hay ở trong rừng. Tối đến thì ngủ dưới gốc cây, cả ngày chỉ ăn một bữa ngọ. Lúc không có việc gì, Ngài thường cùng với mọi người ngồi quây quần lại và bắt đầu dạy học. Giáo học của Ngài có trình tự hẳn hoi. 12 năm đầu là dạy A Hàm, đây là giáo dục phổ thế. Lấy cái gì làm trung tâm? Lấy thập thiện nghiệp đạo và giới luật làm trung tâm. Đây là tiểu học. Tiểu học Phật giáo là 12 năm. Sau khi hoàn thành tiểu học thì tiếp lên trung học, giảng phương đẳng. Phương đẳng mất 8 năm. Đây được xem là lớp dự bị chuẩn bị lên đại học. Sau 8 năm phương đẳng thì chính thức bước vào đại học. Đại học là Bát Nhã, giảng 22 năm. Cả đời của Thích Ca Mâu Ni Phật, thứ mà Ngài muốn truyền chính là cái này. Đây là trí huệ chân thật. Bạn xem, A Hàm là giới, chú trọng nơi giới luật. Phương Đẳng chú trọng nơi định. Bát Nhã là để khai trí huệ. 8 năm sau cùng tương đương với sở nghiên cứu, dạng Pháp Hoa, Niết Bàn. Pháp Hoa sẽ nâng bạn lên đến một tầm cao vượt bậc, chính là Pháp Thân Bồ Tát. Hệ thống dạy học của Thế Tôn, cái lý niệm đó rất rõ ràng. Như thế sẽ giúp cho người học trò đạt được thành tựu. 12 năm tốt nghiệp tiểu thừa,
chứng quả A-la-hán. Nhưng phải thật làm mới được, không thật làm thì cũng như không. 8 năm của phương đẳng là chứng Tam Thừa Bồ Tát. Trong biệt giáo thiên thai gồm thập trụ, thập hành, thập hồi hướng là 8 năm. Sau khi tốt nghiệp thì nâng lên tiếp đến Bát Nhã. Bát Nhã chính là Minh Tâm Kiến Tánh, Pháp Thân Bồ Tát. Chân thật Minh Tâm Kiến Tánh rồi, đời sau các ngài thấy điều đến thế giới hoa tạng. Ai niệm Phật thì sanh về thế giới Cực Lạc, còn người không niệm Phật thì đều ở thế giới hoa tạng. Chúng ta học Phật, chúng ta phải nhìn nhận mấy cái này cho rõ ràng minh bạch. Hiện giờ Phật không còn nữa, tự mình phải biết hướng thượng. Sự nghiệp Phật giáo chính là giảng kinh dạy học, chứ không ngoài cái gì khác. Thế Tôn năm đó còn tại thế không hề có đạo tràng, cả đời chẳng bao giờ kiến lập đạo tràng. Toàn là do các quốc vương đại thần, trưởng giả cư sĩ, bọn họ có hoa viên, có biệt thự, họ đem cúng dường cho Phật Thích Ca, Phật cũng không cự tuyệt. Ngài ở nơi đó giảng kinh, mở đài pháp hội. Sau khi giảng xong thì rời đi, giao lại cho bọn họ. Hay nói cách khác chỉ là vận dụng tạm thôi. Ngài không tiếp nhận cúng dường, sạch sẽ, tâm địa thanh tịnh. Đồng học cũng không có gì để tranh cả. Danh văn lợi dưỡng đều là giả, Phật đều xả bỏ hết rồi. Cho nên đạo nghiệp tinh tấn, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú tập 76.